Xin chào tất cả các bạn, mình là Tiến, đến từ Con 68 TV. Sau khi bản cập nhật sang 2 hay còn gọi là Sapella diễn ra thành công, cộng đồng Ethereum hiện đang đổ dồn sự chú ý vào nâng cấp tiếp theo của mạng lưới này với tên gọi là Denken. Vậy thì bản nâng cấp này có gì đáng chú ý và tác động của những thay đổi mà nó mang đến đối với mạng lưới Ethereum ở thời điểm hiện tại sẽ có ý nghĩa như thế nào? Và hãy cùng đi sâu vào video ngày hôm nay nhé. Ok, trước hết thì chúng ta hãy đi qua những cái khái niệm cơ bản nhất. Denken là gì? Về mặt cơ bản, Denken là nâng cấp quan trọng tiếp theo của Ethereum sau Sapella đã được triển khai vào tháng 4 2023 vừa qua. Tên gọi của Denken là sự kết hợp giữa DNF, tức là bản nâng cấp ở lớp Consensus, và Kanken là bản nâng cấp ở lớp Execution. Theo Tim Bacow, là Core Developer của Ethereum Foundation, thì trong lần nâng cấp này, đội ngũ phát triển của Ethereum sẽ tập trung vào lớp Execution nhiều hơn với sự xuất hiện của đề xuất EIP-4844 hứa hẹn sẽ mang đến sự bùng nổ dành cho các giải pháp roll-up. Ở thời điểm hiện tại, cộng đồng phát triển của Ethereum vẫn đang trong quá trình hoàn thiện kế hoạch cho bản nâng cấp lớn lần này. Do đó là cái cột mốc block và thời gian ước tính diễn ra Denken vẫn chưa được ấn định. Thời gian kỳ vọng mà bản nâng cấp này sẽ diễn ra sẽ rơi vào khoảng quý 4 năm nay, hoặc chậm nhất là bước sang khoảng đầu năm 2024. Mặc dù vậy, sau nhiều cuộc họp định kỳ diễn ra, chúng ta đã xác định được những cái đề xuất sẽ được thực hiện trong bản nâng cấp Denken sắp tới. Theo đó, Denken sẽ mang đến 5 thay đổi quan trọng dành cho sự phát triển của mạng lưới Ethereum, bao gồm: thứ nhất, đó chính là EIP-4844, hay còn gọi được biết đến với cái tên là Proto Densading, là một giải pháp mở rộng quy mô dành cho blockchain Ethereum, đồng thời giúp giảm phí giao dịch dành cho các layer 2. Đây cũng là đề xuất được mong chờ nhiều nhất ở cái bản nâng cấp lần này. Thứ hai là EIP-1153, thay đổi cấu trúc dữ liệu trong các block, từ đó làm giảm phí lưu trữ trên blockchain, khiến các block có thể lưu trữ thêm dữ liệu. Thứ ba là EIP-4788, giúp cải thiện thiết kế của cross-chain bridge và các pool staking. Thứ tư là EIP-5656. Bản nâng cấp này sẽ cập nhật một số thay đổi nhỏ đến với lại Ethereum Virtual Machine, hay gọi EVM. Và cuối cùng là EIP-6780, thay đổi chức năng của Operation Code Self-Destruct, giúp loại bỏ các đoạn mã cho phép hủy các smart contract. Tuy nhiên thì trong video lần này thì mình sẽ tập trung chủ yếu nói về EIP-4844, bởi đây có lẽ là một chủ đề mà người ta sẽ nhắc khá là nhiều đến khi mà cái narrative liên quan tới Denken xuất hiện. Một phần cũng bởi vì là một số EIP khác tương đối là khá phức tạp, nên mình sẽ không đi sâu vào nội dung của nó trong video lần này. Đầu tiên, EIP-4844, hay gọi là Proto Densading. EIP-4844 là đề xuất được soạn thảo bởi nhiều lập trình viên trong hệ sinh thái của Ethereum, trong đó có thậm chí có cả cha đẻ của mạng lưới này là Vitalik Buterin. Ngoài ra, EIP-4844 còn được biết đến với cái tên là Proto Densading, trong đó Dan là phỏng theo tên của Dan Redfish, là một thành viên đóng góp rất lớn vào cái đề xuất này. Để hiểu rõ hơn về EIP-4844 thì trước hết chúng ta sẽ đi qua một chút về các chức năng chính của một blockchain. Ok, về mặt lý thuyết thì blockchain sẽ có 4 năng chính như sau. Thứ nhất là execution, tức là chức năng này sẽ thực hiện các giao dịch hợp lệ. Thứ hai là settlement, là làm cầu nối giữa các execution layer. Thứ ba là data availability, là sẽ giúp lưu trữ những cái dữ liệu giao dịch. Và cuối cùng là consensus, tức là sẽ sắp xếp các thứ tự giao dịch trên mạng lưới blockchain, đồng thời đảm bảo cái tính hợp lệ của chúng. Ok, vậy thì thông thường khi người ta nói đến tính bảo mật của một blockchain, tức là người ta muốn đề cập đến cái khả năng của consensus layer và lớp data availability của nó. Tương tự, khi nói đến execution layer và settlement layer thì người ta sẽ nói đến cái khả năng mà tạo nên cái môi trường, hay còn gọi là cái environmental của cái blockchain mà người ta đang đề cập. Tiếp theo, tất cả chúng ta đều biết rằng á, là các layer 2 ở thời điểm hiện tại đều được ra đời nhằm mục đích cải thiện cái khả năng mở rộng của Ethereum, đúng không? Bản thân của các layer 2 cũng có những cái vấn đề riêng của chúng. Trong video lần này, mình sẽ nói về giải pháp layer 2 phổ biến nhất ở thời điểm hiện tại, đó chính là các roll-up như là Optimistic Roll-up và ZK Roll-up. Ok, thì cách thức hoạt động của các roll-up thì phần đông chúng ta có lẽ cơ bản cũng đã hiểu qua rồi. Cơ bản thì chúng sẽ gom, hay gọi là roll các giao dịch lại thành những cái cụm giao dịch, hay gọi là các batch, và gửi ngược về Ethereum để xác thực. Như vậy thì các roll-up có thể tận dụng được tính bảo mật từ Ethereum, trong đó vẫn giảm được cái phí giao dịch cho người dùng cuối. Sự khác biệt cơ bản giữa các roll-up thực ra cũng chỉ nằm ở cách mà Ethereum xác thực các cụm dữ liệu được gửi về như thế nào mà thôi. Ví dụ như là Optimistic Roll-up thì nó sẽ sử dụng for proof, còn
ZK Rollup sử dụng ZK Proof kiểu như vậy. Mà tính bảo mật của Ethereum như mình đã đề cập ở trên thì phụ thuộc vào lớp Data Availability, và vấn đề bắt đầu xuất hiện ở đây. Các Rollup sẽ phải liên tục gửi dữ liệu về Ethereum để xác thực giao dịch và để đảm bảo việc xác thực diễn ra chính xác và không xuất hiện bất kỳ một cái giao dịch không hợp lệ nào, thì các nốt trên Ethereum sẽ phải tải xuống toàn bộ những dữ liệu có trong một block để có thể đối chiếu. Tuy nhiên, với cơ sở hạ tầng hiện tại của Ethereum thì tốc độ xử lý của layer 1 này vẫn còn tương đối là chậm, và việc bắt kịp với lại tốc độ dữ liệu gửi về của các Rollup ở thời điểm hiện tại có thể nói là gần như là không thể. Điều này khiến nhiều Rollup không thể hoạt động tối đa công suất, dẫn đến chưa thể tối ưu cái khả năng xử lý giao dịch của nó. Bên cạnh đó, việc yêu cầu các nốt phải tải xuống một lượng lớn dữ liệu cũng phần nào ảnh hưởng đến cái khả năng mở rộng của Ethereum. Nói một cách dễ hiểu á, tức là nếu giải quyết được cái bài toán này thì các layer 2 sẽ được hưởng lợi nhiều nhất khi mà chúng có thể thoải mái gom thật nhiều giao dịch và sau đó đẩy dữ liệu về Ethereum mà không sợ bị ùn tắc. Chính vì vậy mà chúng ta có EIP 4844. Về mặt lý thuyết, EIP 4844 hay gọi là Protodendron Shading là một cái đề xuất để bước đầu triển khai các logic cơ bản của shading trên Ethereum. Cho những ai chưa biết thì shading là một bản nâng cấp đầy tham vọng của Ethereum với mục đích là đạt được cái con số mục tiêu 100.000 giao dịch trên mỗi giây. Nếu không có bất kỳ một cái thay đổi hay là chậm trễ nào diễn ra thì chúng ta có thể thấy shading sẽ manage trong khoảng từ 3 đến 4 năm nữa, tức là sẽ rơi vào đâu đó khoảng năm 2025 hoặc là 2026. EIP sẽ giúp chia nhỏ những cái dữ liệu cần có trong một cái giao dịch thành các phần nhỏ hơn, ở đây mình sẽ gọi là các blocks. Từ đó có thể giúp giảm thiểu được cái lượng phí gas tiêu tốn trong hệ sinh thái Ethereum, đặc biệt là đối với các giải pháp Rollup. Bởi vì sao? Sở dĩ nó làm được như vậy là bởi vì mô hình truyền dữ liệu thành các mảnh nhỏ hay gọi là các block á, sẽ giúp tối ưu cho vấn đề data availability. Vì về mặt lý thuyết, các nốt trên Ethereum chỉ cần một vài mảnh dữ liệu nhỏ là có thể tái tạo lại toàn bộ các block, cho dù là thiếu sót như những cái phần dữ liệu khác, bằng cách sử dụng một cái công nghệ gọi là Data Availability Sampling, hay gọi là DAS. Theo ước tính, các giải pháp Optimistic Rollup có thể có mức phí thấp hơn từ 3 đến 8 lần so với layer 1, trong khi đó các giải pháp ZK Rollup thậm chí có thể làm được tốt hơn với mức gas hơn từ 40 đến 100 lần so với layer 1 là Ethereum. Mình sẽ tóm gọn lại toàn bộ vấn đề cách như thế này. Thường thì các Rollup sẽ cần đến Ethereum để chứng minh rằng một giao dịch có gian lận hay không. Tuy nhiên, thì hiện cái khâu Core Data của các Rollup hiện đang tốn khá là nhiều công sức và chưa thực sự gọi là tối ưu. Bởi vì chi phí để xác thực thì không đáng kể lắm, nhưng mà chi phí để lưu trữ các dữ liệu trên quá khứ trên Ethereum dùng để xác minh các giao dịch đó thì lại vô cùng tốn kém, và đặc biệt đối với các giải pháp ZK Rollup. Như vậy thì các Rollup sẽ phải chịu một khoản phí bất hợp lý, dẫn đến hạn chế về khả năng mở rộng, mà vấn đề không phải trực tiếp đến từ họ. Do đó thì các block dữ liệu được chia nhỏ từ cái nâng cấp EIP 4844 này sẽ giúp cho các Rollup tối ưu rất nhiều trong cái khâu xác thực này. Ok, và đó là toàn bộ những cái nội dung cơ bản liên quan tới EIP 4844. Thì sau đây sẽ là một số những cái đề xuất liên quan đến bản nâng cấp Denken lần này. Đầu tiên là EIP 6780. Trước tiên thì chúng ta sẽ cần hiểu vai trò của Operation Code Self Destruct. Hiểu nôm na, đây là một cái câu lệnh yêu cầu là Ethereum hủy smart contract. Trước đó, câu lệnh này sẽ được đồng thời hủy toàn bộ dữ liệu liên quan. Và việc này vô tình tạo ra một cái rào cản tương đối lớn trong tương lai, bởi vì cấu trúc dữ liệu của một blockchain bị thay đổi nhiều lần là một cái sự tốn kém không đáng có đối với một cái mạng lưới blockchain. EIP 6780 sẽ giúp blockchain hạn chế việc liên tục chỉnh sửa dữ liệu trong mạng lưới, tạo nên một cái nền tảng cho quá trình mở rộng quy mô hơn trong tương lai. EIP 1153. EIP 1153 với tên gọi đầy đủ là Transition Storage Operation Code là một cái đề xuất được sản thảo bởi hai cái lập trình viên nổi tiếng, đó chính là Alexey Akunov và Modin Salem. Là có rất nhiều những cái ứng dụng nhỏ và chi tiết hơn liên quan đến cái đề xuất này. Tuy nhiên ở mức độ cơ bản nhất thì mình sẽ nói một cách cơ bản thì anh em có thể hiểu rằng là EIP 1153 là một cái giải pháp nhằm tối ưu phí gas trong các thao tác Core Data, tức là thao tác gọi dữ liệu, giúp mang lại những cái trải nghiệm tốt hơn cho người dùng lẫn cái lập trình viên của dự án. Ý tưởng chủ đạo của đề xuất này chính là việc tạo ra một cái frame time hay còn gọi là một cái khung thời gian nhất định dành cho việc lưu trữ thông tin trên mạng lưới Ethereum. Sau thời gian này thì phí gas người dùng chi trả sẽ được hoàn trả và dữ liệu cũng sẽ được xóa sau khi các giao dịch đã được xác minh là chính xác. Về cơ bản thì ý tưởng này cũng giống như là việc chia một cái dữ liệu thành những cái block nhỏ của EIP 4844. Xong thì 4844 nó là một cái giải pháp tập trung vào cái việc mà khâu tương tác dữ liệu giữa layer 1 và layer 2. Trong khi đó thì EIP 1153 sẽ tập trung vào bản thân của Ethereum, chính bản thân của Ethereum nhiều hơn. EIP 5656. EIP 5656 giới thiệu một cái bộ công cụ mới đến với cộng đồng phát triển của Ethereum, có tên gọi là MCopy, hay gọi là Memory Copying Instruction, tức là một cái bộ công cụ hướng dẫn. Thì cái bộ công cụ này sẽ tạo điều kiện thuận lợi đối với lại việc sao chép bộ nhớ một cách hiệu quả, tạo nên một cái quy trình phát triển hợp lý giúp xây dựng các DApp hiệu quả hơn, về cải thiện hơn về cái tính phi tập trung cái DApp đó.
Ok, nhìn chung lại thì bản nâng cấp Denken sẽ có nhiều những cái đề xuất, những cái nâng cấp nhỏ tác động đến lãnh người dùng này, developer này và cả mạng lưới. Tuy nhiên, đứng về phía người dùng á, thì chúng ta có thể kỳ vọng là Denken sẽ giúp giảm phí gas trên layer 1 và layer 2 vì rẻ hơn, vì chi phí dữ liệu đã được giảm đi đáng kể nhờ có sự xuất hiện của AIP 4844. Nhưng đã nói, nếu không bị delay quá lâu thì Denken có thể diễn ra sớm nhất vào khoảng cuối năm nay, hoặc trễ hơn nữa thì có thể là vào đầu năm sau. Ở thời điểm hiện tại, khi mà market đang trong cái tình trạng gọi là cạn kiệt volume và thanh khoản, thì việc xuất hiện một cái narrative nào đó đủ mạnh và đủ sức dẫn dắt thị trường trở nên sôi động trở lại là một điều cực kỳ cần thiết lúc này. Và có lẽ như là Denken sẽ là thứ chúng ta đang chờ đợi. Video lần này đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn anh em đã xem đến cuối. Nếu như anh em cảm thấy video này hay và bổ ích thì cho mình xin một like, một subscribe nhé. Và nhớ là đừng quên nhấn chuông thông báo để nhận được những cái tin tức mới nhất từ đội ngũ Coin68 TV. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.